Ngày 2, Đức Mẹ các Thiên Thần Botuinquila, Assisi, Ý. Đức Mẹ các Thiên Thần, Cartago, Costa Rica. Trong Cựu Ước, chúng ta đọc thấy có một thiên thần không được ngôn sứ Isaiah nói đến tên, đã giết chết 185.000 quân Assyria trong một đêm để bảo vệ vua David. Đức Maria còn cao trọng và hùng mạnh hơn toàn thể các thiên thần, các tổng thần, hơn mọi người được tạo dựng trong quá khứ, hiện tại và tương lai hợp lại, và không gì có thể sánh được với mẹ. Tuy nhiên, Đức Maria không phải là thần thiên. Mẹ là một con người giữa chúng ta, một người mẹ thiên đàng đích thực đã được con chí thánh mẹ tuyển chọn cho tất cả chúng ta. Xưa nay chưa hề nghe có người nào chạy cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Trong giờ chết chúng ta, Đức Mẹ sẽ là trạng sư cho chúng ta. Đức Maria là nữ vương thiên đàng. Đến muôn đời, tổng thần Michael vẫn cung kính chiêm ngưỡng mẹ trong niềm thán phục hơn mãi. Chẳng lẽ chúng ta lại chán ngại cầu nguyện cùng mẹ, nài xin mẹ bảo trợ, chúc khen ca tụng mẹ trong cuộc sống và trong giờ lâm tử hải hùng, khi còn chí thánh mẹ tuyên bản án không bao giờ đảo ngược lại được. Đức Chúa Trời ở cùng bà. Tom Martin, S.J.